Vợ sắp cưới của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu là Quỳnh Thu Hà hiện công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Thu Hà kém bạn trai diễn viên 19 tuổi, cô từng đoạt giải nhì cuộc thi gương mặt sinh viên. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu khá kính tiếng về đề tư, nên danh tính cô dâu được anh bí mật đến phút cuối cùng. Nói về vợ sắp cưới của mình, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu chia sẻ, dù kém tận 19 tuổi nhưng Thu Hà chính chắn và rất người lớn. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực múa nhưng không tiếp tục con đường nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu hiện đảm nhiệm chức vụ giám đốc nhà hát kịch Hà Nội. Anh là một trong những nghệ sĩ nhận được danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khi tuổi đời còn khá trẻ. Nam diễn viên sinh năm 1973 là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều vai diễn từ bi cho đến hài. Năm 2018 thì anh cũng từng hứa với khán giả rằng sang năm sẽ cưới vợ và sang năm 2019 này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 19 tháng 1 tới đây tại nhà cô dâu ở Sơn La và anh cũng tổ chức đám cưới tại họ nhà trai ở Hà Nội sau dịp Tết Nguyên Đán.